Trồng răng implant là kỹ thuật phục hình răng hoàn hảo cho tất cả các trường hợp mất một hay nhiều răng trên khuôn hàm. Phương pháp có thể hồi phục được cả phần chân và thân răng. Đây là kỹ thuật đòi hỏi tay nghề của bác sĩ phải cao và được đào tạo bài bản, đảm bảo chuẩn đoán chính xác tối đa, thao tác tỉ mỉ và điều trị hiệu quả. Hiện nay trên thị trường có hai phương pháp chính phục hình răng sứ trên implant, đó là phục hình gắn xi măng truyền thống và phục hình bắt vít. Phục hình gắn xi măng với 3 bộ phận: chân răng implant, trụ phục hình abdomen và răng sứ trên implant. Trong đó, trụ abdomen sẽ kết nối vào chân răng implant bằng một chiếc vít gọi là vít kết nối. Sau đó, răng sứ sẽ được gắn lên trụ phục hình bằng một loại xi măng nha khoa chuyên dụng. Cùng với những ưu điểm, thực hiện đơn giản, cho phép những sai số trong quá trình cấy ghép implant, chế tác răng sứ cũng như lắp răng trên miệng. Chi phí rẻ hơn phương pháp bắt vít tuy được áp dụng khá phổ biến, nhưng đây là loại phục hình có nhiều nhược điểm nhất đối với răng sứ trên implant. Có nguy cơ gây viêm quanh implant do xi măng nha khoa tồn đọng hoặc do khe hở giữa răng sứ và trục phục hình. Cùng với đó, tỷ lệ bong sút răng sứ trong quá trình ăn nhai cao và không thể sửa chữa nếu bị vỡ sứ trong quá trình sử dụng. Đối với phục hình bắt vít, một chiếc răng implant bắt vít điển hình được cấu tạo bởi 3 bộ phận: một chân răng implant fixture, một trụ kết nối multi-unit và răng sứ trên implant. Multi-unit được kết nối vào chân răng implant bằng các bức gen nguyên khối, răng sứ kết nối trên multi-unit bằng vít kết nối. Cùng với những ưu điểm vượt trội, bảo vệ tốt chân răng implant với các tác nhân sinh học, tránh được các tình trạng bong sút răng sứ, dễ sửa chữa, bảo trì khi có hỏng hóc xảy ra, khả năng phân phối lực tác động đều lên các implant trong trường hợp cầu dài, tuổi thọ răng rất cao, là phương pháp trồng răng implant tối ưu với những công nghệ hiện đại nhất. Nhưng kỹ thuật này cũng có những nhược điểm như đòi hỏi bác sĩ phải có tay nghề cao và đạt độ chính xác tuyệt đối ngay từ bước đặt implant. Giá thành cao hơn phục hình gắn xi măng truyền thống, có lỗ mở vít đen mờ trên bề mặt nhai của răng. Phương pháp phục hình bắt vít hiện nay tại nha khoa Lạc Việt Intech đang được sử dụng 100% đối với các bệnh nhân cấy ghép implant. Với đội ngũ bác sĩ tay nghề cao và công nghệ hiện đại bậc nhất như máy chụp phim 4D, công nghệ giả định trong cấy ghép implant, trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn Bộ Y tế, nha khoa Lạc Việt Intech đã và đang là trung tâm cấy ghép implant hàng đầu tại khu vực Hà Nội. Tôi thấy cơ sở vật chất rất hiện đại, vệ sinh sạch sẽ, nhân viên ân cần, từ đón tiếp từ ngoài cửa. Trong quá trình cấy ghép implant ở nha khoa Lạc Việt, thì cô thấy các bạn rất là tận tình, chu đáo và bác sĩ cũng rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, và cô cảm thấy hài lòng, cô cảm thấy rất là vui vẻ. Thái độ làm việc của bác sĩ cũng như là cái đội ngũ nhân viên của trung tâm nha khoa Lạc Việt rất là ân cần, rất là chu đáo. Để biết thêm thông tin chi tiết về nha khoa Lạc Việt Intech, vui lòng liên hệ trụ sở Đống Đa 160 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, trụ sở Cầu Giấy số 9 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội, trụ sở Hai Bà Trưng số 426 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nha khoa Lạc Việt, chất lượng điều trị là trên hết.